Mình xin chào cả nhà nha, chào cô chú anh chị em. Hôm nay mình sẽ làm món xíu mại pate gan nha. Vụ lần làm xíu mại mình có làm rồi nhưng mà không có pate gan. Hôm nay mình làm cách mới là xíu mại có pate gan, ăn rất là thơm. Ở đây là có 3 miếng đậu hũ, đây là 2 lọn bún tàu nữa mà mình ngâm rồi mình sắc ra, hành lá, nấm mèo, cà rốt, mình băm nhuyễn hết. Ở đây là một hộp pate gan chay nha, một hộp pate gan chay này. Mình mua ở trong Âu Lạc á, thành phố, hổm mình đi thành phố á, mình mua ở trong siêu thị An Lạc á, ở chỗ bán đồ chay. Ở đây là có 2 muỗng canh đường, hai muỗng cà phê đường, 1,5 muỗng bột niêm, nửa muỗng tiêu, với 1 muỗng cà phê hành, 1 muỗng cà phê tỏi phi. Ở đây là bánh mì, một ổ bánh mì nha, một ổ bánh mì khô. Đây là nước mắm chay ở nhà mình nấu. Mình cho tàu hũ rồi tối mình xay. Đây là hộp pate gan nha. Cho dầm xay luôn. Mình cho vào đây một miếng dầu ăn. Dầu hào. Tiêu. Cho thêm miếng tiêu nữa. Nãy mình cho rồi rồi. Bây giờ mình cho tất cả nguyên liệu này vào hết luôn. Cho đây một muỗng canh bột bắp nha. Mình cho vào chút xíu nước mắm. Bây giờ mình trộn lên nó đã đều hết rồi nha các bạn, đều hết rồi. Rồi các bạn, cô chú anh chị em, các bạn nếu mà nếm thử nha, khi
Khi mình làm gì mình lấy chút xíu mình nếm thử nó vừa ăn không? Đó, nó vừa thì thôi, còn nó không vừa thì cứ thêm bớt nha. Còn mình làm vậy là vừa rồi, tại một lát nữa mình làm nước sốt cà nữa. Nên mình làm nó ngọt ngọt thôi. Nó ngọt ngọt, nó hơi mặn mặn thôi. Rồi đặng mình ăn với bánh mì. Mình làm xíu mại đi mà ăn bánh mì, ăn cơm gì cũng được nha. Bây giờ mình lấy một miếng dầu mình tha vào tay. Mình sẽ chuẩn bị một cái khuôn hấp rồi. Bây giờ mình vo làm một cục. Bây giờ mình đã làm xong hết rồi, mình sẽ cho lên nồi mình hấp nha. Bây giờ mình bắt lên nồi rồi nha các bạn. Nước đã sôi rồi, mình đậy lại. Rồi. Mình hấp khoảng 20 phút. Bây giờ mình hấp xíu mại bên bếp ga. Còn cái bếp này mình sẽ cho cái chảo lên, mình cho vào chút xíu dầu. Khoảng một muỗng canh dầu nha. Cho hành tỏi vào. Hành tỏi vàng mình cho nước tương nha. Mình cho khoảng một muỗng canh nước tương nha. Cho 2 muỗng canh tương cà, tương ớt các bạn, 2 muỗng canh tương ớt. Đây là có một hộp tương cà. Mình cho vào hết luôn. Mình cho vào đây 150g nước. Bây giờ mình cho đây nửa muỗng canh bột niêm nha. Nửa muỗng canh bột niêm. Hơn nửa muỗng canh đường. Mình cho vào đây chút xíu màu cà ri nha. Nước sốt mình đã nấu sôi rồi nha. Nấu kẹo vậy được rồi, bây giờ mình nhắc xuống. 3 giờ xíu mại mình hấp cũng đã chín rồi nha các bạn. Nó rất là dẻo, nó ngon nha. Bây giờ mình sẽ chế nước sốt lên. Cái này mình ăn cơm hoặc ăn bánh mì rồi cũng được. Mình cho nước sốt. Tại cái này các bạn muốn nấu nước sốt ít thì nấu nha. Còn này mình thích nấu nhiều một chút để mình ăn bánh mì, ăn cơm. Mình chế nước sốt vào, mình bắt cái sửng xíu mại lên bếp nha, cho nó sôi. Giờ mình bỏ ớt vào. Cái này mình ăn cơm, ăn bánh mì, ăn bún gì cũng được hết nha. Thấy ngon hơn. Bây giờ mình cho hành tây vào nè. Tiêu.
Rồi cô chú anh chị em thấy ngon không? Đó bây giờ mình có bánh mì, mình nhận bánh mì vô mình ăn. Rất là mềm mại luôn nha. Hôm nay mình ở quán nghỉ bán đó các bạn. Ở bên quán tổ chức đám cưới nên quán tạm nghỉ, không có mua được ngò rí mà không có được bánh mì nữa. Không có mua được gì hết. Đó bây giờ mình tắt lửa các bạn nha. Bây giờ mình múc ra một viên nha, coi thử nè. Mà thầy nói mình làm xíu mại nó mềm như vậy mới ngon nha, đừng có làm cứng quá rồi sẽ không ngon. Mềm vậy khi mình trét vô bánh mì á nó rất là ngon. Cái này là xíu mại xúc xích nha, xíu mại pate gan. Còn mình làm cứng quá nó sẽ không ngon. Nhưng mà tùy các bạn, nếu các bạn làm cứng thì các bạn sẽ cho thêm bột nha. Còn mình làm cái gì cũng ít bột thôi, mình hạn chế bột dữ lắm. Bây giờ món xíu mại của mình hoàn thành rồi, mình chúc các bạn làm món này ngon miệng nha. Chúc cả nhà ngon miệng với món này. Mình xin chào, hẹn lại clip sau. Mình cũng mong cả nhà yêu thương mình, chia sẻ những món ăn của mình để ủng hộ mình nha. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Cũng xin chúc cô chú anh chị em, các bạn được dồi dào sức khỏe. Năm 2023 này, năm 2023 này được làm gì được nấy nha. Thôi mình xin chào.